Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụ Music. Về Atasia Performer, mình có thể nói nếu bạn đã trải nghiệm và thấy hết những cái hay của chiếc đàn này thì đó sẽ là một món đồ chơi cực kỳ lôi cuốn. Hôm nay tại showroom mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm Atasia Performer màu trắng, một phiên bản đầy lôi cuốn của piano này được chuẩn bị giao đến Thủ Đức. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Nhân viên bắt đầu lấy piano Performer trắng ra sảnh để kiểm tra hàng, chuẩn bị trước khi đóng gói, đem giao đến khách hàng. Thùng đàn được cẩn thận mở ra, cây đàn được mang ra phía ngoài đặt lên ghế để tiện cho việc kiểm tra sản phẩm piano với màu trắng tinh khôi, được bọc xốp ở hai đầu đàn, tránh va đập và bảo vệ loa của piano. Cả được tháo xuống để anh em có góc nhìn chi tiết nhất. Với hai loa lớn ở hai đầu đàn, thương hiệu Atasia to cùng nút power đỏ ở vị trí thuận lợi cho người chơi tắt mở đàn dễ dàng. Nóc xoay volume bạc bóng đầy hiện đại, dải nút chức năng nằm giữa đàn thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết. Các cổng kết nối mặt sau đàn đặt ở vị trí trung tâm. Khi anh em đang đắm chìm vào vẻ đẹp của Performer, mình sẽ giới thiệu những đặc điểm nổi bật trên piano này đến các bạn. Đàn với 88 phím, trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn, tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thực được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Piano sở hữu những chức năng quen thuộc như là metronome, đếm nhịp, expo, tăng giảm tông, split, chia bàn phím, cổng kết nối USB MIDI, kết nối Atasia với máy tính bảng hoặc điện thoại di động, cổng tai nghe để chơi không phiền mọi người xung quanh, với sustain bedal, jack cắm stereo line-up cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn khi mua Performer dành cho bạn đó là ghế piano đệm dày chắc chắn, chân đàn vô cùng cứng cáp, headphone cực kỳ xịn sò và còn kèm theo một jack phone. Ngoài ra bạn còn được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Toàn bộ hàng đã chuẩn bị xong, tim bắt đầu bọc ni lông toàn bộ đàn cẩn thận trước khi giao cho khách nhằm giữ nguyên vẻ đẹp của piano, tránh hư hỏng và ẩm ướt do mưa ảnh hưởng đến đàn. Nhân viên mang Performer ra ngoài để lên xe cùng với anh Tài cố định đàn và các phần quà tặng bằng dây dù dày với nhiều vòng chắc chắn lên đường giao đến khách hàng. Và video về buổi giao piano Performer về với Thủ Đức đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video Atasia Performer lần này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, vì đó là động lực giúp Minh Phụng Music nỗ lực hơn mỗi ngày. Thì muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.